Trải qua một năm 2017 với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho năm 2018. Vậy kinh tế Việt Nam trong năm 2018 này sẽ có những triển vọng và rủi ro như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông ạ. Với nhiều năm nghiên cứu về kinh tế thì ông có thể dự báo sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 không ạ? Mục tiêu của chính phủ đưa ra là 6.7 và với những cái nền tảng hiện hữu thì tôi cho rằng là cái khả năng đó là khả thi trong cái bối cảnh cho năm 2018. Tức là với khi mà chúng ta phân tích là cái nền kinh tế thế giới nó tiếp tục khởi sắc, cái môi trường kinh doanh trong nước, cái sự hào hứng của các doanh nghiệp, của giới kinh doanh và của người dân nó tiếp tục được cái đà như năm vừa rồi, cái mục tiêu mà xây dựng cái chính phủ kiến tạo của chính phủ đã tạo ra thì là cái môi trường kinh doanh nó sẽ tiếp tục được cải thiện. Ở đây nó có một cái dấu hỏi, đó là cái chiến dịch chống tham nhũng liệu nó coi như là nếu mà nó tạo ra một cái đà tốt thì là mọi việc nó tốt lên, nhưng mà nếu mà nó tạo ra cái nỗi e ngại cho các hoạt động kinh tế, cho các doanh nghiệp thì có thể nó là một cái tác động không mong đợi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cho cái nền kinh tế của Việt Nam. Vậy thì triển vọng đầu tư trong năm 2018 này là gì ạ? Tôi nhìn một cách tổng thể thì cái khả năng, tức là nếu mà tất cả mọi người giữ cái công việc của mình, chăm chỉ theo cái công việc và những chuyên môn của mình thì nền kinh tế nó khởi sắc lên, và khi mà nền kinh tế khởi sắc thì là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì là cái các chỉ số về chứng khoán, về cái giá của các loại tài sản tài chính nó sẽ tăng lên. Và ở đây nó còn phụ thuộc vào một cái yếu tố là kỳ vọng nữa. Tức là nếu mà nhiều người chuyển kỳ vọng, có nghĩa là muốn gọi là tâm lý đầu tư ngắn hạn, tập trung vào những cái tài sản tài chính, bất động sản, tất cả mọi thứ, thì có thể nó tạo ra một cái sự nóng lên trong ngắn hạn của các tài sản tài chính này. Nhưng mà có khả năng nếu mà như thế thì có cái khả năng là cái câu chuyện của năm 2007-2008 có khả năng lặp lại. Thì lúc đó nếu mà cái bối cảnh đấy xảy ra thì là có khả năng là một số ít người, tức là nhanh chân thoát thân, thoát trước thì là được hưởng lợi, nhưng mà hầu hết cả thị trường, cả nền kinh tế lúc đó nó sẽ trục trặc. Và nếu mà nhìn dưới góc độ cơ quan quản lý á, thì tôi nghĩ cho rằng cái cơ quan quản lý cần hết sức xem xét cái điều này để làm sao có những ngân sách về tín dụng, về đầu tư, về các hoạt động nó kiềm chế được những cái sự nóng lên của loại tài sản mà nó không cần thiết, nó gây ra những tác động không tốt cho cả thị trường. Vậy thì bên cạnh những cái dự báo về sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 thì ông có thể cho biết là những cái thách thức lớn nào mà nền kinh tế Việt Nam sẽ gặp phải, bên cạnh đó cần phải cải thiện hay không ạ? Thì thực ra có 3 cái thách thức cơ bản. Cái thứ nhất là về vấn đề năng suất của cái nền kinh tế, thực sự cái khả năng tạo ra cái giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Như tôi đã phân tích thì là những cái khả năng tạo việc làm với lao động có kỹ năng, khả năng tạo ra những cái hoạt động kinh tế mà có giá trị gia tăng cao của nền kinh tế Việt Nam đang có vấn đề. Đó là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là khu vực ngân sách. Nó cái hiện tại là coi như là mức cái chi ngân sách của Việt Nam đang ở mức rất là cao, nhưng mà trong khi đó chi thường xuyên, tức là cái nguồn thu của chúng ta hiện tại về cơ bản chỉ đủ cho cái chi thường xuyên và trả nợ mà thôi. Tức là còn cái chi đầu tư bao nhiêu đồng thì chúng ta cần phải đi vay. Đó, trong khi đó nợ công của chúng ta trong thời gian tăng với mức độ rất là cao, thâm hụt ngân sách của chúng ta lớn. Và khi nợ công cao, thâm hụt ngân sách lớn ấy, thì là có khả năng xảy ra cái trục trặc về cái vấn đề tài khoá ngân sách. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng. Thì câu chuyện là thực chất là cái sự lành mạnh của các tổ chức tài chính, của các tổ chức tín dụng, của các ngân hàng như thế nào đến bây giờ vẫn là câu hỏi. Thực chất khả năng xử lý nợ xấu của cái nền kinh tế Việt Nam nó như thế nào nó vẫn là dấu hỏi. Nếu mà những cái vấn đề mà cho vay chéo, sở hữu chéo, những cái hoạt động gọi là kinh doanh có tính chất đầu cơ mà được xử lý thì cái hệ thống tài chính nó sẽ lành mạnh lên. Còn nếu không thì là có khả năng như tôi nói là cái vòng xoáy 10 năm nó sẽ lặp lại, có nghĩa là 89 trục trặc, 99 trục trặc, 2009 trục trặc, thì có khả năng là 2018, 2019 này nếu mà không khéo nó cái vòng xoáy không mong đợi nó sẽ lặp lại. Dạ vâng, rất cảm ơn ông ạ.